Rồi. Rồi, hello anh em. Anh em vào nhiều với Tuấn chia sẻ cái này nhờ, con lít 125 tại sao cứ bị gờn ở tốc độ giải 4 đến 50 nhỉ? Đặc biệt A Black này. A Black biên bản đúng không ạ? Đề từ 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 2020 à, hay bị gờn. Đấy, nếu anh em nào ấy thật sự ấy tin ý, chúng ta chỉ cần kéo tay ga ở cái giải vận tốc ở 40, 45, 50, giữ chết ga luôn. Đi y xì một cái sợi sên mà anh em mới học nghề mà tăng sên bị căng của SI, hoặc là những bộ nhông sên dĩa nó bị mòn, gợn từng cơn. À, ok. Rất nhiều đúng không ạ? Gợn khó chịu lắm. Đúng không ạ? Đi người ngồi sau nếu bị gợn mạnh thì người ngồi sau sẽ có cảm giác là cứ gừ, ok. Đúng không ạ? Như kiểu mà sư tử hú ấy. Thì đêm mai và ngày mai, sáng mai Tuấn sẽ dạy trực tiếp tại đây, và đêm mai tiếp tục khóa học online cho anh em. Đấy. Đúng không ạ? Xe số lượng này thì anh em khỏi cần phải lo. Hiện tại còn có khoảng vài con xe nữa ở cửa hàng 1. SH Zanu, Vespa LX, Miu 3V, SQM, Aliabet, Vua. Thì số lượng xe này toàn là xe sống thôi. Cứ miễn sao anh em giải quyết hết tất cả bận bận và anh em sẽ ra chạy. Và đặc biệt đầu tiên chạy xong anh em sẽ cảm nhận cái bài nồi. Cái bài nồi làm sao để cho ok. Còn Đình Tuấn ở đây hướng dẫn, không hướng dẫn anh em mở tour. Đúng không ạ? Cái gì cũng có cái lợi và cái hại. Thế thôi. Còn anh em nào đủ chơi, đủ khả năng cho khách hàng mở tour, đúng không? Và theo Đình Tuấn được biết thì anh em bảo mở tour ấy thì sẽ không bị gì. Nhưng Đình Tuấn, theo Đình Tuấn được cảm nhận thì đương nhiên nó về sâu, về sâu, về dài thì đương nhiên tất cả những cái xe mở tour, đúng không ạ, thì sẽ không bao giờ được bền bằng xe zin. Đó là quy luật. Còn những anh em nào khách hàng đủ chơi, đủ có tiền thì anh em cứ mở tour. Đấy. Còn nhiều anh em trên mạng Facebook bảo cam đoan mở một xe mở tour, bảo làm không hư hại gì, bền như xe zin, thì không bao giờ có. Đơn giản mở tour thì như anh em mở nồi, chúng ta bẻ nồi độ, đúng không ạ, thì đương nhiên sẽ không bao giờ bằng nồi zin. Thì nhiều lúc anh em bảo bẻ nồi độ mà tốc độ xe chạy guarantee hoặc là lên vận tốc, bảo bẻ độ mà nồi êm như zin thì Đình Tuấn không bao giờ công nhận. Đúng không ạ? Chẳng có ai bảo là một xe gia tốc mà máy lại im như zin thì không bao giờ có. Máy móc không có làm nhá. Đó là máy móc, tỷ số nén chúng ta không thay đổi. Chúng ta chỉ can thiệp vào họng ga, nồi, đúng không ạ, IC, thì con xe đấy sẽ không bao giờ còn im như zin. Và đặc biệt khả năng độ bền của nó sẽ không bao giờ. Còn nhiều anh em nào ấy bảo làm nồi độ, mở tua dòng tua máy bảo bền thì Đình Tuấn cân tới khoảng nửa tỷ luôn. Đấy, để cho Đình Tuấn chạy thử, Đình Tuấn sẽ có cảm giác về con xe đấy. Thì cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn nhẹ mà muốn bền thì không có. Muốn sướng, muốn ok mà không muốn bỏ tiền thì không bao giờ có. Cái gì cũng vậy. Đó là quy luật của cuộc sống. Muốn biết tất cả về kiến thức về phun xăng điện tử mà anh em không bỏ tiền, chỉ muốn rằng khi gặp ban bận gọi điện thoại, người ta giúp đỡ, tất cả là miễn phí, thì không có. Muốn lên chùa cúng thắp nhang, không muốn mua nhang, không muốn mua trái cây, không muốn cúng dường cho thầy chùa thì cũng không bao giờ có. Đúng không ạ? Tuấn chia sẻ là tất cả là thật lòng. Đấy. Thì cái cuộc sống là anh em cứ ngủ ở đây thôi, mùng mền chăn chiếu gối, đúng không ạ? Đấy, anh em cứ ngủ tại đây. Tối chúng ta chịu khó quét cái nền đá hoa này, lau sạch qua một nước, đúng không ạ? Trải. Mắc mớ ở đâu phải ở khách sạn. Chúng ta là nghề sửa xe. Dù chúng ta có là ông chủ bạc tỷ đi chăng nữa, đúng không ạ, chúng ta cũng phải nhớ lại kỷ niệm ngày đầu. Đấy.
Chúng ta lót cái này, chúng ta ở gạch men cũng sạch. Cái thời chúng ta ngày xưa cha mẹ sinh ra làm gì được gạch men như thế này, đúng không? Nên nhiều lúc anh em lại có tí tiền, chúng ta lại bảo thế nọ thế kia. Nhưng với anh em sửa xe đến với Đình Tuấn như thế này là ok rồi, đúng không ạ? Như thế này là hạnh phúc rồi. Thứ nhất chúng ta tiết kiệm 200k tiền ở khách sạn đấy, được không ạ? Còn Đình Tuấn cam đoan với số lượng xe này nhiều hơn tất cả những trung tâm đào tạo trên Việt Nam. Ở trên Việt Nam hiện tại những cái trường to trường nhỏ số lượng xe đảm bảo chưa bằng Đình Tuấn luôn. Tuấn nói là phải có tem, riêng Đình Tuấn nói lúc nào là phải thật, nên đôi khi nó đụng chạm tới lòng tự ái của anh em. Chưa chắc một nơi đào tạo nào chuyên nghiệp mà số lượng xe mà khủng khiếp như thế này đâu. Số lượng xe này nó chưa đủ đâu. Thật sự cái cửa hàng này không còn chỗ để Đình Tuấn chứa xe, tất cả là xe đời mới, đúng không ạ? Tuấn đầu tư tất cả những con xe rất mới, vì sờn mới này, A Black, đèn LED mới không, đúng không ạ? Không bao giờ mua những cái rẻ tiền, chỉ có Novo SX. Rồi, A Black rẻ tiền. Đây còn con SCR này 4 rơ le, cô lập tất cả 4 rơ le, xe này có vài triệu. Nora nhỏ có 2-3 con cho anh em ở đây. A Black phiên bản 23, 24, 25. Rồi, Class Casico, Classico, đúng không ạ? No SX, lít 110, lít 125. Đây, A Black, đúng không ạ? Rồi, Vision. Rồi, con này Hayate, A Black phiên bản, phun xăng điện tử đời đầu. Rồi, Jupiter, SH. Còn Vespa nữa, đúng không ạ? SH, Smoky, ABS, SWM, Yamaha, Zanu. Anh em tới vậy, còn gì bằng, đúng không ạ? Đấy. Cái khóa học kế tiếp thì anh em hãy chuẩn bị liên hệ. Tuấn ở đây chẳng có kiêng nể gì cái phun xăng điện tử, về động cơ luôn, về làm nồi luôn. Tất cả một con xe này Tuấn phải làm được hết. Chiến lược kinh doanh hướng dẫn đầy đủ cho anh em. Còn khóa học đủ để anh em đến với Đình Tuấn thì bổ tất cả những cái máy này nếu anh em có nhu cầu. Hạ máy đục. Và hạ máy làm sao thì Đình Tuấn sẽ hướng dẫn anh em luôn. Đủ yếu tố chưa ạ? Còn Đình Tuấn chia sẻ luôn về những vấn đề anh em bị chết IC hoặc chết mặt đèn LED thì đa số là do tay nghề anh em, hoặc bắt ba cái chống trộm vớ vẩn gây ra chết IC. Còn cái đèn LED này kỹ sư thiết kế ra thì bền, cực bền, tuổi thọ rất cao. Do chúng ta cứ tò mò nghịch ba cái, anh em bán ba cái mặt cảm ứng sờ tay, đúng không ạ? Bắt chết lìa địa. Mục tiêu đến anh em là cái độ con xe và đắc đang bị gợn ở cái giải ở 4 đến 50 km/h. Đấy, đi nó rất khó chịu. Với Điền Tuấn hiện tại là khó nhất là sửa con xe đam. Thật sự bây giờ mang một xe đam này vào, thật sự Điền Tuấn không có thời gian luôn. Thật sự đối với Điền Tuấn là cực khó. Còn con xe Vision này dù nó chết có mà 80 con CKB thì Điền Tuấn cũng vô hiệu hóa nó. Con CKB này chết CKB thì anh em không bao giờ phải liên quan tới buji hay là tới mát hay là chống sung. Nhưng tại sao tất cả Vision đề từ, tại sao lại lâu lâu lại gặp vài con chết CKB? Nhưng tại sao chúng ta phải chống sung? Tại sao lại do buji? Tại sao lại do trục? Tại sao lại do mát? Đó là tầm bậy tầm bạ, đúng không ạ? Sung, cái gì gọi là sung, cái gì thiếu mát? Theo Điền Tuấn được biết, một con xe Vision này chạy tới lạng quạng mục tới sườn vẫn chưa bao giờ bị mò ven mát, bởi vì mát nó làm được cực kỳ là chắc, đổ bằng đồng bạc thau luôn khi anh em siết ốc vào, cực cứng. Nguyên nhân do sao mà nhiều anh em trên mạng con xe Vision này chết CKB liên tục mới lanh keng? Bị do thiếu mát. Anh em có ở gần biển cả đâu, có bị muối đâu mà bị mò ve mà thiếu mát? Ai bảo con xe này bị buji? Anh em đưa tất cả loại buji lung tung, các loại hãng Suzuki, Yamaha, SQM, miễn sao lắp vừa chân dài thì Điền Tuấn lắp được hết. Chết CKB Điền Tuấn chịu, chết IC Điền Tuấn chịu, đúng không ạ? Chụp buji cũng vậy, dù nó là cái chụp buji của cái xe số Jim của Trung Quốc lắp vào cũng chẳng chết. Chết là do anh em, chết là cái xe hoạt động quá lâu, chết là do cái đồ nó bị thiếu,
Đó, đồ không chất lượng. Rồi tại sao một con xe này cũng là điện tử, tại sao lại không chết? Đúng ạ, nhưng sau này lại chết. Đó, nó hoạt động lâu nó phải chết. Điện thoại thì Tuấn lại hết pin. Rồi con Rle này ai bảo liên quan tới đề cặt cặt mà bị Rle này. Đúng không? Thiên hạ bảo con Rle này anh em phải kiểm tra đề cặt cặt. Thiên hạ bảo anh em kiểm tra con Rle này phải quay bu lăng hoặc là lấy bóng đèn sợi đốt để phải đo để coi bóng đèn sợi đốt có sáng không. Xưa hết rồi. Đúng không ạ? Nó có cái gì đâu. Đề cặt cặt kiểm tra có 2 bước, 3 bước là xong. Kết thúc nó ngay. Ừ. Theo Đình Tuấn ấy, con Rle mà bị đề ấy, cặt cặp thì con này ấy, nó tới tận già nó cũng chưa hư đâu nhá. Ừ. Không đề cặt cặt, nó đề im ru luôn thì nó vẫn phải đề nổ. Thế thôi. Cứ bảo cặt cặt đề không nổ. Cặt cặt bô lăng lại quay, anh em lại trừ Rle lung tung. Dùng bóng đèn sợi đốt thử công suất cao, quay bu lăng bấm đề thì mới đo được à? Không cần, chỉ cần bật khóa điện biết con IC này sống hay chết. Thế thôi. Dùng một cái đồng hồ nhỏ nhoi thế này có vài trăm k, cần gì đồng hồ xịn, quan trọng người sử dụng là xong. Được không ạ? Còn cái vấn đề hụp ga bữa nào thì Tuấn sẽ chia sẻ có bao nhiêu nguyên nhân hụp ga trên một con xe. Thế thôi, chẳng cần phải can thiệp bất cứ thứ gì. Quy luật chúng ta làm xe phun xăng điện tử cũng như xe số. Như con xe Sirius của IA, để lâu để vài ngày thiếu xăng. Thì chúng ta suy luận ra thế thôi. Chẳng cần phải gắn bất cứ một thiết bị của ông bà nào bán trên mạng Facebook trên một con xe, bởi vì con xe đang zin. Tự nhiên đi gắn ba cái đồ vớ vẩn trên con xe phun xăng điện tử mất giá trị, chạy lọng quạng, gặp vấn đề. Được không ạ? Thế thôi. Tất cả anh em nào ấy bị yếu vóng vó và anh em cứ bị hù roa, hù ma dọa khỉ. Còn cái TVS này ấy, kéo cái này ấy, đừng có nghịch dại mà nó hư. À, kéo cái TBS này nhiều anh em chỉ anh em ấy thần thánh gì đấy bẻ cái thanh này ấy thì anh em phải kiếm cái điểm tựa trước khi anh em bẻ, không là cái đồng tiền ga này nó cong theo. Chúng ta muốn bẻ quay lại ấy, để cho giá trị điện áp tụt xuống khoảng còn khoảng 300 mV, 250 mV, đúng không ạ? Hoặc đẩy lên khoảng 700 mV thì chúng ta phải tỉ mỉ, chứ đừng có mở con TB này ra lấy cái mỏ lết hoặc lấy cái kìm bẻ mà không tựa vào cái đồng tiền bướm ga nó hư. Thế thôi. Còn cách bẻ nó quá nhỏ nhoi. Còn Điện Tuấn chẳng cần dùng bất cứ một thiết bị máy chuẩn đoán nào nhưng vẫn giả lập cảm biến VS lên phà phà. Được không ạ? Muốn đụng 160 là đụng, muốn qua 160 đụng tới cái kim này luôn, cái chốt nhựa đen này, cái cuối cùng này thì nó cũng phải đụng. Có cần phải cái gì không? Cái quan trọng là chúng ta phải chịu khó tu và luyện và có một dàn xe kinh khủng để chúng ta luyện thì chúng ta sẽ thành công. Chưa chắc một người giỏi đứng lên cái hạng mục dạy anh em phun xăng điện tử mà người đó đã giỏi đâu. Đó chẳng qua về nắm cái lý thuyết, giảng giết giống Điền Tuấn live stream quay trực tiếp live giết thì nó quen. Nó như kiểu một MC muốn nói bị ngọng thì chúng ta nói nhanh lên một chút xíu thì nó sẽ bị ngọng. Còn chúng ta cứ từ từ tà tà nói câu nào ra câu đấy thì đương nhiên sẽ không bao giờ bị ngọng. Thế thôi, chúng ta phải sửa cho nó đúng. Và hầu như trên này, tất cả giấy khen này thì Đình Tuấn chưa bao giờ qua một đường trường lớp của ông thầy nào đào tạo mà cấp cho Đình Tuấn một cái bằng chứng chỉ phun xăng điện tử. Thì không bao giờ có. Được không ạ? Bởi vì hiện tại ở trên Việt Nam nếu mà muốn dạy Điền Tuấn được phun xăng điện tử thì người đấy phải giỏi, cực giỏi. Và Điền Tuấn hỏi, người đấy phải trả lời được. Thì người đấy mới dám lấy tiền học phí của Điền Tuấn hiện tại ở trên Việt Nam. Còn thật sự ở trên Việt Nam này, những ông thầy dạy phun xăng điện tử hiện tại mà để Điền Tuấn hơn mấy ông thầy đấy
thì định mới ông thầy đấy tốt nhất là phải trả lại tiền, đó là quy luật. Dù thầy nào ở trên Việt Nam đi đi chăng nữa thì cũng như nhau. Tuấn chia sẻ là hết lòng với anh em. Ở trên Việt Nam này thì Đình Tuấn chẳng bao giờ kiêng nể thầy bà nào hết. Bởi vì Đình Tuấn chưa được học thì chẳng bao giờ phải kiêng và nể ông nào hết. Sống được ngày hôm nay thì Đình Tuấn phải bỏ ra một cái giá luyện tập liên tục, thức ngày thức đêm. Và phải đầu tư biết bao nhiêu số tiền để được ngày hôm nay trên dưới 30 con xe tay ga phu sang tử. Đó là chưa kể xe khách hàng. Thì hỏi anh em, những con xe phun xăng điện tử này làm sao mà đủ khả năng để hàn với Điền Tuấn hiện tại? Đó là chưa kể Điền Tuấn có rất nhiều xe, nhiều máy móc và tất cả đồ phun xăng điện tử FI tại cửa hàng rất nhiều luôn. Thì không thể nào những con xe này lằn phằn mà bị hụp ga hoặc để cặt cặt, hoặc để không nổ, hoặc để bu lăng không quay. Bất cứ yếu tố của con xe này nó bị cái lỗi gì thì con xe đấy phải kết thúc. Kể cả động cơ nó kêu hay là tới phần nồi. Làm con xe phun xăng điện tử này chúng ta kiếm tiền chỉ vì cái động cơ phun xăng điện tử và cái nồi. Ngoài ra con xe phun xăng điện tử này chẳng kiếm tiền được ngoài cái gì? Sửa 3 cái đồng hồ Oleo mất thời gian. Sửa 3 con IC mất thời gian khi công việc chúng ta lại dày. Chúng ta học về hay nghiên cứu về để chúng ta cứu lấy chúng ta thôi. Chúng ta đừng có mong ước rằng sửa IC đồng hồ hay là LED để kiếm tiền. Đúng không ạ? Còn chúng ta muốn chuyên sâu về LED hay là đồng hồ hay là lĩnh vực điện tử IC thì chúng ta phải chinh phục hết phun xăng. Còn nhiều anh em chưa sửa được xe phun xăng mà anh em đâm đầu vào LED, đồng hồ, turbo thì đảm bảo anh em thất bại hoàn toàn 100%. Bởi vì cái cơ bản về phun xăng điện tử bị hằn anh em chưa làm được mà anh em lại đâm đầu quá xa. Bởi vì mẫu giáo anh em chưa đi học mà anh em lại muốn lên đại học thì cái này thì sẽ rất khó. Được không ạ? Đấy. Yếu tố một thợ có tay nghề giỏi là yếu tố một người thợ đấy phải làm được hết. Phải nghiên cứu ra bằng con xe. Thế thôi. Nên Đình Tuấn được ngày hôm nay, Tuấn muốn chia sẻ tất cả những khả năng kiến thức của mình mang lại cho anh em. Cái làm sao dễ hiểu nhất trên con phun xăng điện tử. Có bao nhiêu yếu tố bị hụp ga? Có bao nhiêu yếu tố con xe này bị đề cặt cặt? Thế thôi. Chẳng có gì cả, trên con xe này có cái gì đâu. Có một con IC điều khiển giống cái bộ não của mình. Đúng không ạ? Thì con IC này đơn giản giống anh em chúng ta. Bây giờ Tuấn dạy anh em thì anh em phải đưa tiền học phí. Tuấn sẽ gửi gắm anh em kiến thức thì anh em phải gửi tiền lại. Nó đơn giản thế thôi. Nó nhận đi và nó phải gửi lại. Nó ăn thì nó phải đi ra. Nó ăn mà không ra được thì cái bụng nó rất khó tiêu. Đơn giản như thế thôi. Cần gì phải hiểu sâu về nó làm gì. Được chưa? Thì ở trên này chỉ là một con IC. Nó được đúc kết nguyên khối, sạc đề đầy đủ IC điều khiển. Con này nó chỉ có nhiệm vụ khởi động đề và sạc. Đề ở trạng thái nào? Động cơ nặng, bó, chống cháy cầu trì. Bởi vì sao? Nó lấy điện trực tiếp từ dương ắc quy. Còn ở trạng thái máy bình thường thì không bao giờ con tờ le này cần nguồn và mát. Nó sẽ ở trạng thái đề và sạc luôn. Đấy, được chưa? Còn vài cầu trì lôm côm thế này thì anh em chỉ cần rút ra. Có xe đi vào học ấy, chịu khó rút ra xem cầu trì này bị cái gì, chúng ta tự nhiên lên tay nghề thôi. Và trong này chỉ có hai con cảm biến, một con van cầm trừng nhăn. Con này vứt bỏ xe vẫn hoạt động bình thường. Quan trọng là con TB. Con TB là con cảm biến ga. Có nghĩa là sao? Nó đơn giản như cái bu lin của anh em chúng ta nghe nhạc. Chúng ta muốn nghe nhạc ở trạng thái phê. Bởi vì chúng ta có chén bia, chén rượu phê thì chúng ta phải xay bu lin. Xay bu lin thì cái này đồng thời anh em kéo tay ga. Thì đương nhiên, đúng không ạ, giá trị điện áp tăng, nó sẽ báo về con IC. Khi ông đang tăng tốc, tôi phải nhiệm vụ, đúng không ạ? Mồi xăng hay là gì gì đấy. Ok. Còn con IAT này có cái gì đâu? Chẳng có cái nhiệm vụ gì cả, đúng không ạ? Cô lập đơn giản nó thôi, kiểm tra nốt nhạc. Nhiệt độ cũng vậy. Con VS này cũng vậy.
con oxy này. Oxy này các bạn có cần học về để hiểu sâu để các bạn thành công không? Con oxy này các bạn cứ hiểu rằng nó là con cảm biến cuối nguồn. Anh em làm máy anh em phải tháo ra vệ sinh thông thủy để cái lỗ này nó đi xì một cái lỗ mũi của chúng ta. Khi Ngọc Trinh đi qua, khi cái lỗ mũi của chúng ta không bị viêm họng, chúng ta ngửi được Ngọc Trinh hôm nay thơm. Hay là Ngọc Trinh hôm nay bị đèn đỏ, đúng không ạ, có mùi, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta phải vệ sinh thông thủy hết cái lỗ này. Để sao? Để cái thời gian phun, đúng không ạ? Bởi vì piston mà, hút, nén, nổ, xả, hút, đúng không ạ? Đẩy, hút, đẩy. Thì khi hút và khi nó đẩy ra, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đương nhiên con cảm biến oxy này nó sẽ nhận được à xăng nhiều hay xăng ít để nó báo về con IC này. Nhưng nó phải nằm ở trong giải nhé, cỡ khoảng 200mV, nằm trong giải cỡ khoảng đến 900mV đổ lại. Ok, nó phải dao động thì con SM này mới tối ưu được. Nên nhiều lúc anh em cứ nghĩ rằng con O2 này không nằm trong giải, con này không tối ưu thì bảo con này già. Sai rồi nha. Nó chỉ cần lật ở cái tầm dòng tua máy thôi thì cái con này và con này sẽ lão đảo ngay. Bởi vì phun xăng điện tử chúng ta phải cần tất cả những giá trị cảm biến nó phải đều hoạt động như nhau. Không phải những con này ok mà dòng tua máy không ok mà nó báo đúng đâu. Vòng tua máy báo sai thì tất cả nó đều lão đảo, đúng không ạ? Cũng là một con thuyền hay một đội quân, nếu mà một ông tướng lão đảo thì đội quân sẽ đi theo. Như chúng ta quản lý một đám lính vậy. Một ông thợ, một ông chủ cửa hàng quản lính không thành công thì những thằng lính nó sẽ lão đảo ngay, đúng không ạ? Nó sẽ làm bừa bãi ngay. Đó, nó chỉ là nhiệm vụ thế thôi. Quan trọng gì các bạn có phải hiểu sâu về các biến O2 này không? Các bạn về nhà để nghiên cứu ra ở trong này có gì à? Đúng không ạ? Có thật sự để hiểu sâu về cả biến O2 này Điền Tuấn dư khả năng rồi, hay là cái quận sensor solenon gì thế này à, chất bán dẫn này. Tuấn thừa nhiều anh em học rất giỏi bắt khoa nhá. Học người ta kiếm tiền rất nhiều, người ta dư khả năng. Người ta nhìn biết con cảm biến nhiệt độ này, người ta nói ra luôn. Được chưa ạ? Nhiều người, người ta không ở trong cái lĩnh vực sửa xe này đâu, nhưng người ta học qua, người ta viết ra, người ta rất giỏi nhá. Thế thôi, nhưng Điền Tuấn chẳng quan trọng nó là cái gì. Cái quan trọng là ở giá trị nhiệt độ nguội thì giá trị điện áp tăng. Và khi mà nổ máy lên ấy, nó phải dao động, nhiệt độ nóng lên, tăng dần lên, giá trị điện áp sẽ giảm. Thế thôi. À, nổ máy một hồi mà nó bây giờ nó cứ nằm khoảng 35 độ thì lúc đấy phải có ông thầy ông bà nào đang can thiệp con điện trở vào dây hồng sọc trắng khui ra. Nếu tìm không có thì con này đang có vấn đề, nó bị ngớ ngẩn, đúng không ạ? Sống đời thực vật nó sẽ không có cảm nhận được, bởi vì sờ vào nó cứ nguội. Khi ở động cơ nóng gian nhưng sờ cảm biến nó nguội à, ví dụ như vậy. Hay khi ở động cơ nóng, đúng không ạ, nhưng con này vẫn nguội, nó mất cảm giác. Nói chung là em ơi, anh ơi, em mất cảm giác rồi anh, đúng không ạ? Đường rộng vào dài, anh cứ bước đi, thế thôi, chẳng có gì. Còn chân trống này thì nó đơn giản, nó như một cái công tắc bóng đèn này thôi. Này, đây, thế thôi. Bật sáng, tắt, bật sáng, thế thôi, có cái gì đâu, đúng không ạ? Chẳng liên quan gì cả. Nếu chúng ta nối lại thì đương nhiên nó cứ sáng luôn. Thế thôi, nó vô tác dụng ở trạng thái đa trống. Còn bây giờ nó hư thì nó không sáng thôi. Chúng ta hiểu như vậy cho nó dễ ha. Có gì đâu. Được không anh em? Chia sẻ vài like lên. Cảm ơn cả nhà. Còn cái này bẻ hi 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 hi. Bẻ cái gì mà bẻ? Cái này có cái gì đâu mà bẻ. Nhưng bẻ thì phải dạy cho người ta cắt bẻ. Đừng để nó hư cái đồng tiền ga. Tội cho anh em thợ mới vào nghề. Nghe bẻ hi hi gì ấy, kéo điện áp TB xong hư, vứt cái họng ga. Tội cho những anh em nào lâu lâu năm thở mười thì gặp xe ga à, quảng cáo anh ơi em bẻ hi hi anh chạy phê lắm rồi hi hi không thấy đâu, cuối cùng tiêu họng ga. Các bạn phải biết cắt bẻ hi hi à, không các bạn lại ăn cám mà lại trả vàng đấy à, nó khó khăn như vậy. Còn IC này các bạn phải chịu khó hiểu.
con đi xe này chức năng nhiệm vụ như thế nào, dây nào là dây quan trọng, chứ không phải mở ra mà chẳng biết dây ABC bờ cờ đâu, lại đấu dây ra nọ dây kia thì con này chết ngay. Bởi vì tất cả linh kiện bằng điện tử, ai bảo con linh kiện bằng điện tử này làm việc 100%, nó cũng ngáo đá. Con người chúng ta biết nói, biết nghe, biết nhận, nhưng đôi khi bị ngáo đá, làm việc nhiều ngáo đá, đúng không ạ? Kể cả cái máy chuẩn đoán, Điền Tuấn trên đời này chẳng bao giờ tin bất kỳ một thiết bị nào, kể cả đồng hồ này. Lâu lâu nó còn sai. Nhiều bố bảo sản xuất ra con IC này bảo chuẩn không cần chỉnh, lâu ngày còn ngáo đá. Nhiều bố bảo sản xuất một thiết bị máy chuẩn đoán chuẩn không cần chỉnh, tầm bậy tầm bạ không. Mới bố làm tất cả bằng con này ra, bằng con người làm hết. Chứ không phải là con người làm ra các bố. Đa số các bố phải làm ra con này, đúng không ạ? Các bố đôi khi hôm qua các bố làm cái mẹ gì đấy, nay các bố mê ngủ, đúng không ạ? Như anh em thợ ấy, làm sai. Thế thôi, như cái đồng hồ này chẳng bao giờ biết trước. Tại sao nó lại bền, tại sao lại có cái nhân hư? Thế thôi, đơn giản. Nên nhiều lúc các bố cứ chém gió bảo những anh em nào hù ma dọa khỉ, anh em yếu tim. Chuẩn lắm, thiết bị này chuẩn lắm. Nhưng lúc có lúc ngáo đá. Thật sự anh em va chạm với vô sang điện tử thì anh em mới hiểu. Có nhiều lúc con này báo lỗi. Ok. Nhiều lúc nó chẳng báo lỗi. Đấy, nó bị đơ. Thế thôi. Nhiều lúc con này rút cảm biến nhiệt ra lại không báo lỗi số 7. Ưng ưng nó lại báo lỗi số 7. Anh em phải làm phun sang người từ nhiều, gặp nhiều ban bận đúc kết lại, chứ không phải là ba cái lẹt phẹt lý thuyết, đúng không ạ, thuyết trình mà đã giỏi về cái này đâu. Gặp ban bận, gặp con xe vào đúc kết lại cái gì ấy, lâu lâu mới gặp gặp phải ghi vào tờ giấy nha. Chúng ta làm quyển sổ đấy, lưu lại thế thôi, chẳng có gì cả. Hay chia sẻ lên anh em ơi. Còn anh em nào muốn làm giấy khen không? 40 ngàn một cái. Trao tặng bắt tay như kiểu ông tổng thống bút ấy. Cái này chỉ để hù ma dọa khỉ cho nó vui thôi, chẳng có đẳng cấp gì, quản sóc quản quan trọng hết là ngày kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Đấy, cái này để treo để quảng cáo thôi, hù ma mà dọa khỉ thôi, anh em hiểu không ạ? Quan trọng chúng ta ngày kiếm được bao nhiêu tiền, đó mới gọi là yếu tố. Và tối nay đưa cho con vợ bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Đấy, còn tất cả Tuấn chia sẻ luôn, treo chỉ cái này chỉ cho đẹp cửa hàng, hù ma dọa khỉ thôi. Ba giấy khen này đi một ngày cũng có, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó quá bình thường. Đi một ngày ngủ gục cũng có, nó rất bình thường, chẳng có gì to tát. Nên Tuấn không bao giờ chém gió, làm xe nào Tuấn nói xe đó luôn. Thật sự mô tô phân khối lớn đúng không ạ, Tuấn không làm được. Còn mấy cái xe mà lặt phặt này ấy thì cúp điện, cho nó cúp điện hết. Từng cái bài nồi nghe từng trạng thái ở cái nồi luôn. Ngoại trừ bộ nồi có kêu hay không, hay là láp, hay là động cơ. Tới mức độ đó luôn rồi nha anh em, đúng không ạ? Liền luyện tới cái tầng thứ 9 thì không dám, tầng thứ 7 tới rồi đấy. Một cái động cơ xe ga này để nghe đâu là máy, đâu là nồi, đâu là bộ láp, nó quá bình thường. Nó dễ hơn nghe một tiếng máy con xe số. Gợn đấy, đấy, xe này đang bị gợn này. LED này, 125 này, 219 này. Lít này, 215 này, gợn này. Đấy, gợn. A mà lắc 213 đỏ trắng này đang bị gợn. Gợn nhiều lắm. Gợn ở cái giải 4 đến 50. Nên nhiều lúc anh em tay nghề yếu hỏi con RLE này có nhiệm vụ gì,
con rò le này quăng bỏ, nó chẳng có nhiệm vụ gì cả, đúng không ạ? Đấy, vứt bỏ, đúng không? Và con điện trở công suất này, con này lỡ đứt dây, xe có chết đi xe không? Con xe này có hộp ga không? Vứt bỏ nó luôn, được chưa? Con này vứt bỏ chết IC hay hộp ga, Tuấn tặng cho anh em IC. Cái gì học ở đây cần bỏ là cần bỏ. Bởi vì sao? Nhiều chỗ anh em không có mua được. Chúng ta không cần phải đi đào, đi cấy, đi mò để phải đi mua bằng được. Kể cả cái con tụ này vứt bỏ luôn nhá. Nhưng tại sao những dòng xe lại không có mà dòng xe này mới có? Và Jupiter và CFE, đúng không ạ? Bỏ luôn, nếu nó hư vứt rút cái rác này ra. Có cái gì đâu. Cái gì cần một cái động cơ cần vứt bỏ là vứt. Nên anh em đừng có bảo phản khoa học. Phản cái gì phản khoa học? Người ta làm bây giờ toàn tiết kiệm hết. 14 đừng có nói bảo phản khoa học. Tại sao ấy? 14 ngày xưa làm những con xe SCR lít 4 rơ le để bảo vệ cực tốt. Nhưng tại sao bây giờ những con xe chỉ có 1 rơ le? Đó là các bố phản, đúng không ạ? Nên thằng thợ nó có cách để cô lập. Thế thôi. Đấy, con này 4 rơ le này, đời nhà Tống Minh này, bây giờ chuẩn bị bán về chai. Đây. Đấy, nô da nhỏ. Anh em chỉ cần tới đây chiến hết cái dàn xe của Đình Tuấn thì về nhà anh em chỉ cần sống cuộc sống còn lại hết con xe này là chúng ta nghỉ hưu, được chưa? Nhưng khi mà anh em có kiến thức thì tất cả phun xăng điện tử làm việc đều như nhau. Và Đình Tuấn nhắc lại một lần nữa cho anh em dễ hiểu, tất cả xe này xe sống. Anh em làm xong, quay đầu, anh em chỉ cần rẽ phải, rẽ trái, chạy. Chứ Đình Tuấn khác ở nơi khác đào tạo cho anh em chỉ cần nhốt con xe khư khư, đúng không ạ? Và đặc biệt Đình Tuấn ở đây tuyệt đối không bao giờ cắt tất cả những sợi dây trên xe, tất cả phải để zin. Không phải là bây giờ tranh thủ anh em đi ngủ hoặc là đi uống cà phê, phạt cắt vài sợi dây, bó cuốn băng keo lại. Ê, ngày mai báo lỗi số 8. Ôi giời ơi. Các em ơi, các em kiếm cho thầy cái ban này bị cái gì đây? Các em đọc cái lỗi số 8 đi. Thà làm như vậy bảo anh em nhớ cái bảng mã lỗi. Còn bây giờ tất cả trên Việt Nam bây giờ anh em có máy, khỏi cần đọc, bấm tít tít. Bỏ cái tít tít vào, nó sẽ đọc cho anh em là 8. Và 8 là mở con TB ra, không biết bao giờ nó là màu dây. Chỉ cần đơn giản nhớ hai sợi dây ngoài cùng. Đo nó xem có nguồn 5V khi bật khóa điện từ xe cấp không. Đã đầy đủ 5V thì cần phi một dây tín hiệu. Giá trị điện áp cỡ khoảng 300-250 đến khoảng vài V đấy, 4V. Bắn đường truyền tín hiệu. Nếu không còn xuất hiện nữa thì chết TB. Còn nữa thì bị đứt dây. Đo thông thủy, không thông thủy chết IC. À, thế thôi. Rồi, còn con này nữa lật phật thì anh em cứ đau đầu R-1, R-2. Con này nó chỉ là phút mốt. Anh em cứ đến đây. Bị đồng hồ khi nổ máy R-1 hay là R-1 nhưng không nổ máy. Đó. Đây, lít. Đây, hộp ga đây. Đúng không ạ? Hộp ga thế này thì nghe phân tích dữ liệu nghe ghê quá, đúng không ạ? Vấn đề máy cái ạ. Con này hết bình luôn ăn dần. Con này đang bị hộp ga nặng đây. Đấy, nhưng thông số khi mà nhiệt độ trên 60 độ C tất cả đều chuẩn. Chỉ cần bịt một phát con xe này hết bận ngay. Thế thôi. Đúng không ạ? Còn anh em nào có bạn bè nhé, mua thiết bị máy chuẩn đoán, Tuấn giảm 50% giá trị tiền học phí. Ok, chơi đẹp luôn. Anh em đặt máy đi là vừa đấy. Anh em mua bất kỳ một thiết bị máy chuẩn đoán nào bên Đình Tuấn. Ok, giảm 50% giá trị tiền học phí online. Chơi quá bờ lây cho anh em. Mà về nhà ấy, anh em ấy, phun xăng điện tử không cần làm đâu. Làm 3 bộ nồi lấy lại vốn, học online. Kiến thức là vô bờ bến, sờ mất kỳ. Phun xăng điện tử, làm nồi côn. Về nhà không cần phải làm sờ mất kỳ hay là FI vội. Nồi đang dung dật,
làm 3 bộ lấy lại vốn. Anh công từ xe này lên tiếng giùm em, anh làm bao nhiêu bộ nồi để lấy tiền học online? Nhưng kiến thức Đình Tuấn chia sẻ trong một nhóm học online Phu Xoay Nghệ Tử đó là vô vàn kiến thức. Anh em chỉ cần nhấc điện thoại lên đăng ký ngay. Đăng ký sớm có tài liệu sớm, đăng ký muộn có tài liệu muộn. Kinh khủng không anh em, không như cái bãi giữ xe. Hay ngày mai Đình Tuấn tuyển thêm 10 con xe về đây nữa nhỉ, 10 con xe về đây nữa thì anh em không còn chỗ ngủ. Đó, tí Đình Tuấn sẽ ra đây ô nằm ở giữa ngủ cùng anh em luôn, để mai chúng ta học trực tiếp, ngủ dậy ăn sáng uống cà phê, chúng ta bắt đầu học học về cái chúng ta cần phải học. Đấy, con IC này lại tháo ra bán ăn rồi. Đấy, mai lại gửi cho anh em. Anh em có chết IC, Tuấn lại tháo ra bán. Đúng không ạ? Tình nghĩa anh em còn vậy chứ còn gì nữa. Đấy, mai lại gửi cho con IC nha. Đấy, anh em cứ chết IC lại gọi Đình Tuấn, Tuấn lại gửi IC nha. Ok. Dù nó là con IC gì, Đình Tuấn có là phải gửi hết. Còn hai xe này để cho anh em tới học di chuyển, đi uống cà phê, đi chơi. À, một con quên pha, à, một con Sirius, còn nhiều lắm. Đấy, anh em cứ lấy thoải mái, đi uống cà phê, đi dạo phố. Cứ miễn sao đội nón bảo hiểm vào, đúng không ạ? Công an thổi, gọi dùng tiếng. Chúng ta phải luyện công chứ, đúng không ạ? Kinh khủng dàn xe. Mai thì Tuấn quay ở tiệm 1 nữa cho anh em xem. Tha hồ anh em dùng máy anh em đọc, tha hồ anh em phân tích, tha hồ nồi niêu xoong chảo. Đấy, tha hồ bắn ra lắp vào. Nồi ở đây không có nhiều, có khoảng vài trăm bộ. Đấy, cứ anh em tháo ra lắp vào, đi bi các loại, bi nhẹ bi nặng, lò xo to lò xo nhỏ, đi bố mòn bố vừa bố dày, đi chuông hư chuông khuyết chuông láng, đi đủ bài nồi, cứ tháo ra và lắp vào. Quan trọng anh em có sức để tháo không, còn tất cả máy bơm cháy điện nước ở đằng sau có Tuấn lo. Cứ miễn sao anh em có chịu chơi mà để tháo không thôi. Đấy, đủ các loại nồi, cứ tháo ra và chạy chạy cái bài nồi này tại sao, chạy bài nồi kia tại sao. Mười tám. Alo. Alo. Dạ. Ok anh. Cái này em dạy riêng anh. Nếu anh học cái đó em dạy riêng anh. Sáng mai anh gọi lại cho em được không? Anh có Zalo không nhỉ? Anh Zalo, anh truy cập vào số này cho em. Anh chỉ muốn học cái đó thôi đúng không? Ok. Anh ở đâu ấy nhỉ? Ở Móng Cái hả? Rồi ok, mai em trao đổi em sẽ dạy cái đó riêng cho anh cũng được. Em mở con xe ra em chỉ cho anh là xong, có gì đâu. Quả quan trọng nó có bài. Rồi ok. Dạ, hoặc bây giờ anh truy cập vô Zalo em đi, kết bạn đi. Hello em cái nhá, số này nhá. Dạ, cái số anh đang gọi đấy, anh vào Zalo cho em.
Dạ ok anh nha. Rồi. Anh em chia sẻ đúng không ạ? Và thời gian livestream của Tín Tuấn đến đây là kết thúc. Tuấn xin chúc tất cả anh em có buổi tối vui vẻ, tràn đầy niềm hạnh phúc bên gia đình. Chúc anh em sức khỏe, ngày mai mở cánh cửa tiệm ra thật đông, thật nhiều khách hàng và ủng hộ. Thì ủng hộ càng đông thì chúng ta sẽ có doanh thu. Chúc tất cả anh em hãy làm tốt tất cả công việc của mình. Anh em nào tay nghề còn yếu hãy cố gắng luyện. Còn anh em nào có nhu cầu tham gia thì anh em chỉ cần nhấc điện thoại lên liên hệ cho Tín Tuấn để đăng ký khóa học kế tiếp. Ngày mai 24 tháng 7 Tuấn tiếp tục khóa giảng vào ban ngày. Tối ngày mai 19 giờ 30 phút học tới 22 giờ hàng đêm, anh em chuẩn bị. Rồi, Tuấn xin phép về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Ở trong người rất nóng, rất mệt mỏi, đúng không ạ? Cuộc sống cũng vì, đúng không ạ? Miếng cơm, manh áo, vì tương lai của con em chúng ta nên chúng ta hãy cố gắng làm tốt hơn để sau này con chúng ta có cuộc sống êm đẹp hơn. Ok, không được khổ như chúng ta. Rồi, Tuấn chào. Hẹn gặp lại anh em vào hôm sau.